Bước vô anh Lực. Em bước vô anh Lực. À, xin chào các bạn đồng viên. Nó kêu tao bằng anh, kêu nó bằng anh. Tao chọc nó học trò tao mà. Mày. Nó học trò thầy cặp mà, tán nhánh cặp nó mà. Tao chọc nó, tao thấy nó già mà nó. Nó để bắt già ông nội. Mày đổ đen. Mày ngừ, cái này không lập trường chứ. Bởi mấy nhiều bò. Đúng quá, được chưa? Được chưa? Được chưa? Được, cả nhà mà định cư đâu à? Hả? Cả nhà mà định cư đâu à? Là sao? Dạ. Mày còn ở chỗ cũ không? Đó, không, tao lên khu liên hợp nè. Dạ. Đấy, đây nhìn qua nè. Đức Trọng, đúng không? Đúng không? Sáng bên này có nhà đâu bên này mà không biết. Nó có mưa bên này, nó không ở. Tao không biết. Cầu mướn. Dạ. Ở bên nhà anh kia. Thôi, bởi vậy. Cứ lên là chồng ơi. Có trời cây dù nữa, ngủ. Cô lấy lắm ông nội ha. Dạ. Lính lấy rồi nó được. Lính lấy gì lắm. À, xin chúc mừng các bạn đồng viên. Hỏi mày kêu tao lập trường sao vẫn lại không? Đi ra cho mình chung gọn nghe. Vô đây, vô đây, vô đúng rồi. Đóng lên về chụp hình với nó. Ba người đi. Cắn ra da thiệt hay giả? Chưa.
vàng một bạc. Nhất 2 vàng 1 bạc. Nhìn đây anh ơi. Cái 3 4 chiền đó cho ông. Tiếp theo, nội dung 1500m nam trung học cơ sở. Hạng nhất Nguyễn Gia Hào trung học cơ sở Nguyễn Văn Trân. Hạng nhì Nguyễn Phúc Thành Đăng trung học cơ sở Cao Dầu. Hạng ba Bùi Minh Nhật trung học cơ sở Mỹ Hội. Ủa anh ở đây hay vậy? Ừ. Ở đây phải không? Hay đi luôn. Đi phải rồi, không về đi. Rồi anh Trần Thanh Công đổi lòng đài lên trao huy chương cho các em. Xin lên cái mức trắng á. Đứa tay đầu cái, đứa tay thắng coi.